All right, ladies and gentlemen, welcome back to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Trump Resort and Casino for the Ho Trump Showdown. Now, we're going to take a quick break from kickboxing and step into this next bout, bout number three, our first Muay Thai fight scheduled this evening. This one, three rounds of Muay Thai in the women's bantamweight division. First girl making her way into the ring at this time. She'll be fighting out of the blue corner, all the way from the land down under, Australia. Here is Erin Harberger. Muay Thai bout scheduled. Three rounds in the women's Muay Thai bantamweight division. And your referee in charge of the action at the sound of the bell from South Korea, Jung Jin-hoo.
Introducing first on my left, fighting out of the blue corner, she comes into the ring wearing black trunks with silver trim. At yesterday's weigh-in, she stepped on the scales and weighed in officially at 53.24 kilograms. Her professional Muay Thai record, 3 victories, only 1 defeat, hailing from Brisbane, Australia. Introducing Erin Hauerberger. So much money, I don't know what to do with it. And this next girl, she fights out of the red corner, coming into the ring wearing yellow trunks. At yesterday's weigh-in, she stepped on the scales and weighed in officially at 52.88 kilograms. As a pro, she remains undefeated with her campaign in the ring, with 2 victories, both wins coming by way of spectacular knockout. From Hanoi, Vietnam, introducing Tru Thi Phung Thuy. Welcome to you. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là những nghi lễ quen thuộc trước khi bước vào một trận đấu Muay Thái. Hai nữ võ sĩ của chúng ta đang xe đài. Erin Hauerberger và Trương Thị Thu Thủy đang thực hiện những nghi lễ vừa để làm nóng cơ thể, vừa để khởi động cho một trận đấu Muay Thái, vừa là một nét đặc trưng của các trận đấu Muay Thái. Sẽ là rất nhiều sự hồi hộp cho trận đấu ngày hôm nay. Trước những Thu Thủy và Erin Hauerberger, hai nữ võ sĩ xuất sắc về mặt chuyên môn và cũng rất xinh đẹp. Những đằng sau vẻ xinh đẹp của hai nữ võ sĩ này là một tinh thần chiến đấu cùng với sự quyết tâm ở trên võ đài. Tất cả đã được thể hiện ở những trận đấu trước đây mà chúng ta được biết về Triệu Thị Phương Thủy và cả Erin Hauerberger nữa. Một nhà vô địch đối đầu với một nhà vô địch. Đây sẽ là trận đấu diễn ra hạng 53kg và sẽ được diễn ra trong 3 hiệp. Trước trận đấu này thì Erin Hauerberger đã phải rất vất vả để có thể ép cân, nhưng bỏ lại đằng sau. Thì bây giờ, nữ võ sĩ người Australia 21 tuổi đã có mặt trên võ đài và đối đầu với Triệu Thị Phương Thủy 24 tuổi đến từ kickboxing ngoài Hà Nội Team. Triệu Thị Phương Thủy đã tập rất lâu, rất nhiều năm ở kickboxing Hà Nội Team rồi. Một người trưởng thành từ môn võ đẩy gậy hồi nhỏ và sau đó bắt đầu với kickboxing của mình. Triệu Thị Phương Thủy đã chơi 2 trận kickboxing ở các giải đấu tổ chức của Hồ Tràm trước đây và đều chiến thắng qua knockout. Và ngày hôm nay sẽ là một trận đấu Muay Thái đầu tiên tại Hồ Tràm của Triệu Thị Phương Thủy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệp 1 giữa Triệu Thị Phương Thủy của Việt Nam và Erin Hauerberger, võ sĩ đến từ Australia. Erin Hauerberger going overweight yesterday at the weigh-in. At the conclusion of this fight, 2 points will be deducted from her total score. Và những vấn đề mặt ép cân, về lố cân khiến cho Erin Hauerberger có những bất lợi nhất định trước trận đấu ngày hôm nay. Và hiệp 1 bắt đầu. Triệu Thị Phương Thủy thi đấu với trang phục quần màu vàng và Erin Hauerberger thi đấu với trang phục quần đen. Triệu Thị Phương Thủy rất mạnh ở những đòn gối. Đòn tay sau tốt của Phương Thủy. Về mặt thể hình, chúng ta đang thấy là Hauerberger có phần nhỉnh hơn một chút so với Triệu Thị Phương Thủy. Cú head kick đến từ Hauerberger. Một combo thu hẹp khoảng cách bằng đòn tay đến từ Triệu Thị Phương Thủy. Cú đá tầm trung của Phương Thủy. Phương Thủy kê chân rất nhanh sau đòn đá của đối thủ. Đương nhiên rồi, cú tay sau của Hauerberger cũng sẽ là một trong những vũ khí lợi hại nhất của nữ võ sĩ người Australia. Rất tốt, tình huống dưới người tấn công bằng đòn tay sau của Triệu Thị Phương Thủy. Ở nội dung Muay Thái này thì các võ sĩ sẽ được sử dụng đòn trỏ. Body kick đến từ Phương Thủy. Kèm theo đó một head kick, như chúng ta thấy là Hauerberger đã thủ tay cao
và tránh được cú head kick vừa rồi. Triệu Lê Phú Thủy liên tục thu hẹp khoảng cách, đánh ở cự ly gần. Đây cũng là một cách thi triển chiến thuật tốt của Phương Thủy khi những đòn gối của võ sĩ Việt Nam thực sự lợi hại. Triệu Lê Phú Thủy đã từng knock out đối thủ bằng đòn gối rồi. Cú đá thấp đến từ Haberger và thêm một lần nữa Triệu Lê Phú Thủy của Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách. Rõ ràng là sử dụng những cú đánh tỉa không phải là phương án hay với Haberger. Cú quét trụ đến từ Eddie Haberger. Đòn gối của Haberger đã trúng vào người của Phương Thủy, đó là đòn rất đau. Question mark kick. Một cú đá hỏi chấm của Eddie Haberger. Chúng ta đang được chứng kiến trận đấu chuyên môn rất cao, võ sĩ đẳng cấp đến từ Australia, 21 tuổi Eddie Haberger. Đằng sau vẻ xinh đẹp là một tinh thần chiến đấu, làm tinh thần thi đấu quyết tâm cũng như kỹ năng chuyên môn rất đáng nể của võ sĩ người Australia. Những giây cuối cùng của hiệp 1, một nhà vô địch ngoài như trước Phương Thủy ngày hôm nay đối đầu với một nhà vô địch khác đến từ Australia. Trận này thì Triệu Thiếu Phương Thủy đã một lần ngã xuống sàn đài sau cú quét trụ đến từ Eddie Haberger. Eddie Haberger thực sự là một võ sĩ rất xuất sắc. Phía trước Triệu Thiếu Phương Thủy sẽ là rất nhiều những mục tiêu, những giải kickboxing mùa quay toàn quốc diễn ra ở Gia Lai và Bình Dương, và sau đó là giải vô địch châu Á kickboxing ở Campuchia và cả indoor game sau đó nữa. Nhưng bây giờ thì Triệu Thiếu Phương Thủy sẽ phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn khi đối đầu với Eddie Haberger. Những cơ bù 1-2 của Triệu Phương Thủy. Phương Thủy đã rất nhanh thu chân về tình huống tấn công lao kích vừa rồi của Eddie Haberger. Haberger cắt góc và tấn công rất tốt. Hai cú outside leg kick liên tiếp của Eddie Haberger. Nhưng Triệu Thiếu Phương Thủy cũng đang đáp trả lại với những đòn tay. Bảo luyện của Eddie Haberger đang yêu cầu nữ võ sĩ góc đáy xanh thực hiện những đòn trỏ. Và vừa rồi chúng ta thấy là Haberger cũng đã áp sát một đòn trỏ với Triệu Thiếu Phương Thủy. Body kick của Phương Thủy. Không chỉ là một cuộc chiến về mặt kỹ thuật, chiến thuật mà đây chắc chắn sẽ là một bài test thể lực rất khắc nghiệt dành cho Triệu Phương Thủy. Cú mưa tốt của Triệu Phương Thủy. Body kick. Vừa rồi thì Phương Thủy đã chặn được đòn body kick của Haberger và sau đó đáp lại với cú trỏ. Hơn một phút còn lại của hiệp thứ hai. Sẵn sàng đổi đòn. Triệu Phương Thủy đang làm tốt ở hiệp đấu thứ hai này. Rất hay. Ngay khi Haberger thu chân về thì Phương Thủy đã tận dụng một cú jab chính xác. Lại là question mark kick nhưng không trúng đích đến từ Haberger. Đòn trỏ của Triệu Phương Thủy. Lao kick. Hai cú đá thấp đến từ hai võ sĩ Triệu Phương Thủy và Haberger. Một đòn đạp tầm cao rất chính xác của Haberger.
phần 30 giây còn lại ở hiệp đấu thứ hai này. Một đòn trỏ nữa của Trịnh Phương Thủy. Móc trái. Hamburger ở trong hiệp hai này sử dụng nhiều đòn đơn, đòn tay đòn đơn thôi mà không thực sự gây ra được khó khăn cho Phương Thủy và những đòn tay. Lại một lần nữa tấn công một trụ mà khiến cho Phương Thủy bị ngã. Rất cân bằng. Kickboxing Muay Thái thì đây thực sự là một màn so tài cần thiết dành cho những võ sĩ của Việt Nam, một trận đấu chất lượng chuyên môn rất cao. Cody Hamburger là nhà vô địch của Australia, còn rất trẻ, đã từng vô địch Muay Thái lứa 15 tuổi năm 2017 và vô địch tiểu bang Queensland Australia năm 2017. Áp lực tấn công được Cody Hamburger thực hiện nhiều hơn, đã ép được Phương Thủy về phía dây đài và thực hiện những đòn gối. Đòn trỏ của Phương Thủy, cú lách trỏ vào trong của Phương Thủy được thực hiện rất nhanh. Đòn tay sau, cả hai vừa thi đấu trong tư thế clinch và bây giờ tiếp tục là hai cú tay sau liên tiếp của Triệu Thị Phương Thủy. 2 phút còn lại ở hiệp thi đấu thứ ba. Một cú móc tay phải của Triệu Thị Phương Thủy nhưng chưa đủ sức nặng để làm khó được Cody Hamburger. Một đòn jab đẹp của Triệu Thị Phương Thủy. Triệu Thị Phương Thủy đã áp dụng tốt những đòn tay và sau đó là outside leg kick. Đòn trỏ của Cody Hamburger. Rõ ràng là Triệu Thị Phương Thủy sẽ phải cẩn trọng rất nhiều ở những tình huống áp sát cự ly gần vừa rồi. Sự tự tin của Cody Hamburger. Hai đòn chính xác của Cody Hamburger đang khiến cho Phương Thủy gặp khó khăn, ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn của Triệu Thị Phương Thủy. Rõ ràng là Triệu Thị Phương Thủy phải cẩn trọng nhiều với những đòn tấn công, đòn tay của Cody Hamburger. Lúc này thì chúng ta thấy Triệu Thị Phương Thủy đã hơi loạn trạng rồi. Tầm nhìn có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng sau khi dính đòn của Cody Hamburger. 50 giây nữa, hơn 40 giây nữa cho hiệp thi đấu cuối cùng. Triệu Thị Phương Thủy vẫn đang tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tiến lên. Những đòn chân tỉa từ xa của Cody Hamburger. Vẫn 30 giây còn lại ở hiệp đấu cuối cùng này. Đòn gối rất nặng của Cody Hamburger và sau đó là một cú trỏ. Triệu Thị Phương Thủy đối sức khá nhiều ở một phút cuối của hiệp đấu thứ ba này. Nhưng dù sao thì Triệu Thị Phương Thủy vẫn đang đứng vững. Rất tự tin trong phong thái thi đấu của Cody Hamburger. Một đòn trỏ cự ly gần. Những giây cuối cùng. Một trận đấu của ai? Rất quyết liệt. Cả hai đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Triệu Thị Phương Thủy của Việt Nam và Cody Hamburger đến từ Australia. Quá hay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả từ bảng điểm chúng ta giám định. Lần đầu tiên thi đấu tại Hồ Tràm, Triệu Thị Phương Thủy không thể knock out được đối thủ. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi đối thủ
ngày hôm nay của Triệu Thị Phương Thủy không hề đơn giản một chút nào cả. Mr. Matthew Reese, the Vice President of Casino Operations here at the Grand, as well as the President of the Kickboxing Federation of Vietnam, Mr. Vu Duc Thinh. Ladies and gentlemen, you know what? Tonight, after seeing this fight, I think we can all unanimously agree. These two girls brought the best out of each other. And for that, they deserve a big round of applause. Come on, guys. Man, girls can fight too. So anyway, after three rounds of kickboxing, we go to the scorecards. And we have a majority decision. First judge at ringside scored at 29-27. Second judge at ringside scored at 30-27. Our third judge at ringside scored at 29-28 in favor of the other fighter, but of course, taking into account a two-point deduction, your winner from the red corner, 2T5! Như vậy là chiến thắng đã được dành cho Triệu Thị Phương Thủy.